Cọc vàng, sẹo hổ báo và lõm, cùng với này béc dê Parker và em Golden bạn gửi. Mấy đứa chơi với nhau. Ta Parker. Ok. Ta Parker. Chào em. Quân Bình. Chào Parker. Parker. Mấy đứa ra chơi với nhau đi. Ông Parker này thì ông đang cái tuổi tí tẩn, cứ nhăm nhe chả gì cả, cứ nhăm nhe đòi phối nhảm. Đấy, tây ta đấy. Hai giống tây, một giống ta. Béc dê giống đứng thứ ba trong các giống chó được đánh giá là thông minh, là đứng thứ ba. Golden đứng thứ tư này. Còn cọc này thì không biết là nó sẽ, nếu mà sau này nó thuần giống thì nó sẽ ở đứng thứ bao nhiêu. Cọc cũng rất là thuần người. Nhiều người thì hỏi cân, vừa mới hôm nay vừa cân xong. Sẹo là hôm nay cân là 25 cân, chưa ăn. Chưa đến giờ ăn, đang giờ chơi chưa đến giờ ăn. Lõm 21 cân. Đây Parker con béc dê này nhìn nữa. Cao to, cao dài thế thôi, nhưng mà cân nó lên thì hôm nay nó mới có 33 cân rưỡi. Người này là cũng là vừa rồi, không có gầy. Hơi bé ngang. Chưa đến tuổi to ngang, to ngang tí chắc trưởng thành chắc 36 cân. Cũng vẫn còn hơi gầy một tí. Coi như là 33 cân hơn thì cứ coi như là hiện tại bây giờ Parker coi như bây giờ là 34 cân thì. Đây, nhìn cái mạng sườn này. Hơi thấy có cái độ, hơi thấy có độ gì. Đây sẹo, nhìn lông sẹo. Sẹo ơi. Sẹo. Quay siêu gần cho xem. Lõm. Chào lõm. Lõm ơi, lõm. Đây cái dải lông, nhìn cái dải lông của Parker này. Dải lông của con béc dê nhá. Ai mà thích cái dải lông của con chó mà nó dậy màu như thế này thì cho ăn chibi, khoáng chibi. Cái dải lông nó sẽ dậy màu. Sẹo à. Đấy. Hai đứa ra đây nào. Sẹo với lõm đâu? Lõm, sẹo. Đây lõm. Sẹo. Cứ đi tìm. Bảo rồi mà này, xem ở trong nhà chưa gì đã sợ mất chìa khóa. Đây cái phong cách chơi của con cọp là, con cọp như là mình phát hiện là nó có, chúng nó có cái kiểu chơi là cái kiểu chơi gặm người.
Con cọc con nuôi ở nhà cùng với lại mấy con rốt là nó cũng thế. Bây giờ là đến cái tuổi này là nó vẫn còn chưa cứ thích chơi cái kiểu chơi gặm gặm gạ chơi, gặm cỏ. Mà kiểu đấy thì rốt nó lại không thích. Cọc với cọc thì nó ok, nó thích chơi kiểu đấy với nhau. Rốt là nó không thích, không khoái cái kiểu gặm gặm cỏ đấy. Đây, cặp này là cặp rất là chờ đợi. Lõm lên giống để ghép với sẹo rồi, hai con vàng. Cậu vàng với mợ vàng. Một con cọc tịt, một con thì gọi là cọc quýt. Parker ơi, Parker. Chán Parker nha. Đùa, chán Parker quá đấy thôi. Parker cứ làm cái trò mèo gì vậy? Hả? Parker cứ làm cái trò mèo gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Đây. Nhiều người mà nhiều người thì bảo là những cái con cọc to nhìn tai nó như cái tai con béc dê với tai con Mali. Thì đây, đây tai con béc dê nó như thế nào thì nó như thế này nhá. Đây là tai con béc dê Đức. Tai mà con béc dê chuẩn qua giấy. Da phả tốt. Đây để cho dễ nhất so sánh cái tai con béc dê với lại tai con cọc. Đấy. Tai mà nó to quá thì nó như tai con béc dê. Qua ở đây nào. Và tai nó dựng giữa quá thì nó cũng như tai con béc dê. Tai con béc dê nó dựng giữa, dựng vuốt lên. Đấy. Khổ thân con Golden. Ông béc dê ông mới cái lằng nhằng, ông mới cả khịa. Con béc dê này có bộ bộ chân khung đỏ. Quá chuẩn luôn. À trước anh cũng nuôi béc dê một thời nhỉ. So với mấy con anh nuôi thì nó như thế nào? Đang có nhận xét về cái con béc dê nó di chuyển chân tốt. Nha, sẹo nhỉ. Sẹo ra đây xem nào, sẹo ơi. Xích đây. Trời ơi, yên nhá, chờ anh một tí. Giống nào nó cũng lắm tiêu chuẩn. Ra đây, hai đứa ra đây. Xích đây. Nào. Đây. Ôi đây. Sẹo đây, sẹo. Bên này. Sẹo bên này. Sẹo ơi. Lằng nhá, lằng nhằng. Nó buồn. Ra đây. Dạ. Đây, con dở hơi này. Thật gần nhà nhà. Em ngồi xuống. Che hết cả màn hình rồi đấy. Chào ạ. Chào ơi. Đưa 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 anh. Ra này. Mày. Ok. Ngồi lên. Đứng lên. Rồi, đây là sẹo với lõm. Khỏe quá. Hai đứa khỏe quá, xích cái đây. Lõm ơi. Sẹo, ra đây. Đây là lõm. Còn con lồi nữa, nhưng mà con lồi ra sau. Chậm xích đây. Hồi quá. Chưa tắm được. Không, con này nó hôi nhưng mà nó không mùi theo kiểu như là béc dê. Thôi nào, hai đứa vào chuồng nào. Nào. Ok, hôm nay quay thế thôi. Nào, vào chuồng. Chuẩn bị ăn thôi. Lõm đi vào đây. Sẹo đâu? Sẹo. Sẹo đâu? Xin chào tất cả mọi người nhá.